Chào mừng các quý bù chúa, các thánh xem chùa cùng toàn thể các anh chị em đã đến với Kazin Anime. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục các tập mới nhất 10, 11 và 12 của series Nguyệt Đạo Dị Giới mùa thứ 2. Nếu bạn nào muốn xem lại các tập cũ hơn thì đừng dẫn mình để dưới phần mô tả nhé. Cảnh báo, video review sẽ tiết lộ hết nội dung của phim gốc nên các bạn hãy cân nhắc trước khi xem. Chào buổi sáng với ánh nắng tươi đẹp tại thành phố học viện Rosgard vẫn đông vui như mọi khi. Hôm nay đàn em của Makoto đồng loạt tới gửi đơn tố cáo với thiếu chủ về nữ quỷ Rona. Cô ả là một người vô liêm sỉ, luôn thích khoe hàng mỗi khi có cơ hội. Shiki thề sẽ không bao giờ ngồi ăn lẩu kem với loại phụ nữ xấu xa này. Bởi vì khi ngồi ăn với cô ả thì anh toàn bị tranh hết miếng ngon còn mỗi xương. Tóm cái váy lại, nếu thiếu chủ còn bắt hợp tác với cô ả nữa thì phải thêm chuối. Chuỗi ngày bị Rona chọc tức cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay cô ả hẹn Makoto ra quán ăn để nói lời tạm biệt. Nhiệm vụ của Rona đã hoàn thành nên cô ả quyết định sẽ rời khỏi thành phố. Makoto mong rằng Rona có thể giữ bí mật chuyện Karen đã qua đời. Đối với đám học sinh, Rona đồng ý, nhưng trong ghi chép của vương quốc thì cô sẽ để là đã chết. Makoto không phân biệt chủng tộc, Rona khen cậu là con người tuyệt nhất cô từng thấy. Tuyệt đến mức Rona đã nghĩ đến chuyện cho Makoto diện kiến ma vương trong truyền thuyết. Với tư cách cá nhân, Rona khuyên Makoto hãy cắt đứt quan hệ với nhân viên của cậu. Hai cô nàng da nâu chính là quỷ rừng chủng tộc không chịu nổi việc làm dưới chướng người khác. Rona chắc chắn trong một tương lai không xa bọn họ sẽ phản bội Makoto. Quả thật nếu mà hết chuối, Makoto cũng không dám khẳng định mình sai bảo được hai người họ. Không có chuối thì hứng đâu mà làm việc, không chuối cuộc sống không còn ý nghĩa. Tiếp theo là Shiki, Rona nói rằng anh ta đang bị nhập hồn ấy. Không phải con người hay ma tộc, Shiki chính là một tên lích hàng thật giá thật. Ngoài cả trưởng, Shiki không những không bị nhập mà hình dạng hiện tại còn là chân thân nữa. Do ngày trước từng tiếp xúc với Shiki nên Rona khuyên tuyệt đối không được tin tưởng hắn. Trước đây rất nhiều lần Shiki cảnh báo với thiếu chủ không thể tin cô à Rona. Giờ nghe Rona nói xong, Makoto cảm thấy hai người này không làm bạn thì phí. Những gì cần nói đã nói hết, Rona để lại cách liên lạc trước khi rời đi. Câu thần chú dùng để liên lạc này cũng xịn đấy, có thể né tránh được nữ thần. Tomoe nghi ngờ Rona đối xử với thiếu chủ rất thiện chí là có âm mưu. Yên tâm đi, lúc nào Makoto cũng cảnh giác cao độ nên không dễ bị lừa đâu. Nhắc tới vấn đề cảnh giác, bỗng Makoto nhớ lại chuyện Lai nghe hiểu lời mình nói. Thay đổi quan trọng như vậy mà cậu không nhận ra sớm hơn, giải thích đi Tomoe. Chuyện kể ra thì dài nên Tomoe sẽ tóm gọn lại, bây giờ Lai không còn là con người nữa rồi bởi vì đã nhận máu của cô. Tomoe thành thật xin lỗi Makoto vì đã không hỏi qua ý kiến của cậu. Thời gian vui đùa kết thúc, Makoto quyết định từ giờ cậu sẽ khắt khe hơn. Vụ tổ chức thí nghiệm trên cơ thể người Makoto sẽ sớm giải quyết dứt điểm. Nó không những liên quan đến học viện hay cửa tiệm mà còn liên quan đến sự an toàn của Eva và Luria. Makoto đã hứa là sẽ bảo vệ hai chị em bọn họ an toàn. Thiếu chủ của lúc này nhìn nghiêm túc quá đi, Mio hơi lo lắng một chút. Có vẻ như lời rút nói đã dần trở thành hiện thực, Makoto sẽ biến đổi vì một cái cớ. Chuyển cảnh đến nhà kho của cửa tiệm nơi ông thầy Bright bị Makoto giam giữ. Makoto muốn biết tại sao ông thầy thân là con người lại đi phản bội nữ thần. Thần linh ở thế giới này chỉ có duy nhất nữ thần, tuy nhiên mụ ta quá ích kỷ. Thực chất chiến tranh giữa ma tộc và nhân tộc nguyên nhân sâu xa là do nữ thần gây ra. Chính vì vậy ngày này qua tháng khác lâu dần những người ghét nữ thần càng lúc càng nhiều. Makoto nghĩ bụng mấy thành phần anti-fan nữ thần này có khi hợp với mình không chừng. Tiếp tục tra hỏi, Makoto muốn biết tại sao lại lôi á nhân vào vụ thí nghiệm. Đơn giản thôi, con người có ngu đâu mà tự mang đồng loại ra làm vật hy sinh. Đem lũ á nhân ra thí nghiệm chẳng phải là điều vô cùng tự nhiên hay sao? Thầy à, có lẽ hai ta không thể đi chung một chuyến ga đời được rồi. Chuyển cảnh tới học viện, không hổ danh là chị em nhà Rembrandt, méo ai dám cản đường. Gần đây hai người họ rất chăm đi giáo huấn bọn trà xanh muốn làm vợ Makoto. Ở một bên khác, thời gian gần đây tên Ilung thường xuyên đau đầu và mất ngủ. Nguyên nhân khiến hắn bị như vậy là do không chơi đồ, tuy nhiên chơi nhiều thì sẽ nghiện. Tệ nạn quá, không như đám học sinh của Makoto thời gian rảnh thì đến thư viện. Mọi người cùng nhau thảo luận tìm cách đối phó với chiến binh thần lằn ông thầy triệu hồi. Sau trận đấu tập lần trước có thể thấy thuộc tính của người thần lằn là nước và gió. Còn về phép hỗ trợ thì chưa biết, bởi vì đánh thường người ta cũng áp đảo mình rồi. Hôm nay có thêm chị em nhà Rembrandt gia nhập, thanh niên Jin đã tự tin hơn. Buổi học này là buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ hè nên đặc biệt hơn một chút. Cũng không có gì to tác lắm, chỉ là Makoto đưa thêm một chiến binh thần lằn đến. Đối thủ mới không có kỹ năng bằng đối thủ cũ nhưng được cái sát thương lớn hơn. Không ngoài dự đoán, đám học sinh bị hành cho lên bờ xuống ruộng mệt mỏi rã rời. Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu, phần lớn học sinh đều về quê đoàn tụ với gia đình. Thấy hai đứa con gái cưng không về, ngài Rembrandt đã viết thư cầu cứu Makoto. Không gian riêng tư của hai người đàn ông bị phá vỡ, tất cả là do thanh niên Jin. Cậu ta thay mặt cả nhóm thỉnh cầu Makoto mở lớp dạy thêm trong kỳ nghỉ này. Một tuần một buổi cũng được, cả đám tỏ vẻ đáng thương cầu xin Makoto. Xin lỗi ông bạn già nha, có vẻ như hè này không được gặp mặt con gái rồi.
Nghĩ cũng tội, Makoto yêu cầu nửa sau của kỳ nghỉ Shi và Juno phải về nhà. Ở một góc khác của thư viện, Eva đang tỉ mỉ lựa chọn một cuốn sách. Vào cái hôm cảm ơn Makoto, Eva đã ngỏ ý tặng cậu một phần lãnh thổ thuộc gia tộc cô nếu lấy lại được đất nước. Tuy nhiên, Makoto đã từ chối, cậu chỉ muốn có một cuốn sách Eva đề xuất. Hiện tại Makoto là chỗ dựa duy nhất nên Eva tự nhủ phải chọn một cuốn sách thật hay. Trải qua 4 lần thua toàn tập, đám học sinh cuối cùng đã đánh ngang cơ người thần lằn. Tuy nhiên đó mới chỉ là khởi động, tiếp theo đây chiến binh thần lằn sẽ dùng phép cường hóa cơ thể một cái là khác ngay, thanh niên Jin bị đánh bay như chim. Tiếp theo là dùng phép thuật sơ cấp, cả bọn hóa thân thành binh chi linh luôn. Phía nhóm còn lại, thanh niên Mishra bị nữ chiến binh thần lằn đá vỡ trứng cút. Chưa hết, cậu ta còn bị ăn hành như cờ hó luôn, thật là bạo lực quá đi. Việc chiến binh thần lằn mất kiểm soát, Makoto xin chân thành xin lỗi các nạn nhân. Thời khắc của sự thật vừa rồi, thanh niên Mishra gọi nữ chiến binh là tên khốn cho nên bị ăn đập là đúng. Nữ giới sao đánh giáp lá cả mạnh dữ vậy, làm cả nhóm hiểu nhầm là đàn ông. Nghe thầy giáo nói nữ chiến binh dùng chỉ khoảng một phần sức mạnh, các bé khóc luôn. Thất bại là mẹ, thành công nhóm học sinh lấy lại tinh thần rất nhanh, muốn được tái đấu. Đám học sinh có gì đó sai luyện tập đến tận tối mà vẫn rất sung sức. Shiki tiết lộ anh đã khuyên chúng tăng cấp độ bằng cách thực chiến với ma vật. Thì ra là vậy, có cơ hội để tăng cao sức mạnh ai mà chẳng thích. Farm quái theo vị trí mà Shiki chỉ định, nhóm học sinh thuận lợi thăng cấp như hách. Cô nàng Abelia muốn nói ra câu em yêu anh trước mặt Shiki lắm rồi. Một người chồng hoàn hảo như vậy cho dù làm vợ lẽ Abelia cũng nguyện ý. Ngày hôm sau, đám học sinh định tới bờ hồ hái thảo dược thì bắt gặp hàng hiếm. Một con á long cấp thấp nhất, cần tổ đội trên 10 người mới săn được nó. Đúng là ngựa non háu đá, không những thiếu người còn thua cấp độ vẫn chủ động tấn công. Đám học sinh nhận ra khoảng cách thực lực thì quá muộn, sắp thành thịt nướng hết rồi. Chuyện gì cũng phải đến tay, mệt thiệt chứ. Eris xuất hiện cứu đám học sinh. Ngực khủng mà không có mạng để dùng thì cũng vứt, cố gắng nâng cao thực lực đi. Tiền thừa này, hồi trước Jin tới mua hàng, Eris buồn ngủ quá nên trả thiếu. Quên mất con á long vẫn chưa được giải quyết triệt để, giờ thì hết nguy hiểm rồi đấy. Ô mai chuối mùa hè năm nay có vẻ là mùa hè khó quên nhất của đám học sinh. Để thuê dàn vệ sĩ chất lượng cao này, Makoto đã tốn cả tấn chuối. Kỳ nghỉ hè, thông thường người ta sẽ đi du lịch biển rồi hút sò các kiểu, nhưng Makoto thì không. Rút khá sốc khi nghe Makoto hỏi về cách làm sao để tăng lượng ma lực. Chính xác hơn thì Makoto muốn tăng lượng ma lực có thể phóng ra trong một lần. Ở thế giới này, ma lực là một loại tài năng bẩm sinh mà bản thân không thể tác động. Muốn ấy to thì có thể dùng dao kéo, nhưng muốn tăng ma lực thì bó tay luôn. Ô mai chuối Makoto bảo rằng ma lực tối đa của cậu nó tăng lên hàng ngày. Lời vừa rồi nếu mà để cơ quan nghiên cứu biết được chắc chắn bị bê lên bàn mổ. Nghiêm trọng vậy sao, hàng ngày Makoto chỉ tập luyện bắn cung thôi, ăn uống cũng lành mạnh nữa. Ai cũng có bí mật của riêng mình, rút không hỏi nhiều nữa, đây là công pháp thượng cổ. Bù luôn với cái này thì Makoto có thể phát huy tốt hơn sức mạnh của mình rồi. Kỳ nghỉ hè mà Makoto vẫn chuyên tâm vào luyện tập có lẽ là do đám học sinh. Bọn trẻ bỏ qua ăn chơi để đi cày cấp, mình thân là giáo viên cũng phải nỗ lực chứ. Rút chúc Makoto có một kỳ nghỉ hè thật tuyệt vời, rảnh thì tới giao lưu văn nghệ. Phải nói tuy nhan sắc Makoto chỉ thuộc dạng tầm thường nhưng cậu lại rất có duyên với gái. Sau khi giao lưu văn nghệ với Rút xong, Makoto đến thẳng thư viện gặp Eva. Như đã hứa, đây là cuốn sách Eva dành hết tâm ý để lựa chọn cho Makoto. Ngon, nội dung cuốn sách viết về cách bắn eo su chuẩn bài như sai. Thân là một xạ thủ thì đây là một thứ rất có ích đối với Makoto. Nhìn Makoto chăm chú đọc sách, Eva cảm thấy cậu trông rất giống học sinh. Đúng rồi, còn gì nữa, đáng lẽ Makoto định vào học viện với thân phận học sinh, ai ngờ. Thời gian trôi nhanh như cờ hó chạy, ngoài đồng Makoto trở về kết giới đã được 2 tuần. Hàng ngày ngoài luyện tập ra thì cậu chỉ đi lung tung ngắm núi ngắm đồi mà thôi. Hai con vợ gần đây bận việc nên người ở bên Makoto nhiều nhất là Emma. Theo lịch trình hôm nay, thiếu chủ sẽ đánh trận giả với tộc dực nhân mới gia nhập. Tộc của Emma và những bộ tộc khác đã đấu với họ nhưng kết quả là đều thua thảm hại. Bọn họ thử không bay mà đánh trên mặt đất xem, tuổi gì sánh vai luôn. Nghe có vẻ ghê gớm đấy, Makoto đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu sẽ đề cao cảnh giác. Makoto dùng lửa miễn phí thăm dò đối phương, thế méo nào lại đánh trúng hết. Phát hiện nghi vấn, Hatsuna hạ lệnh những người còn lại vào vị trí chỉ định. Makoto có kết giới điều tra, dù trốn kỹ đến đâu cũng bị phát hiện mà thôi. Đây rồi, đôi giày tộc trưởng Kakun cưỡi trên lưng cô trợ lý Sona sau khi hóa hình. Như thế này mới đúng chứ, ít ra phải có kỹ năng phòng thủ đánh tầm xa. Vừa mới khen xong đang có lợi thế về khoảng cách, tự nhiên lao tới cận chiến là sao? Khi đối đầu với Makoto cận chiến thì xác định thua luôn đi là vừa. Tộc trưởng Kakun đã đầu hàng cho nên cuộc đấu tập hôm nay đến đây là kết thúc. Để mị nói cho mà nghe này, các vị quá ỷ lại vào việc có thể bay trên trời. Phương thức tấn công đơn điệu không phong phú, cần phải phát triển nhiều hơn nữa về khoản này. Biết bay tại sao không giữ khoảng cách thả diều đối thủ mà lại chơi cận chiến? Nếu không thay đổi thì sớm muộn tộc dực nhân cũng bị mấy tộc khác thắng áp đảo. Tộc trưởng Kakun xin phép được tham gia đánh xếp hạng kết giới và được chấp nhận.
anh ta ngỏ ý muốn khai phá kết giới cùng các tộc khác thì bị Makoto từ chối. Bởi vì đánh xếp hạng là bản thân tự chịu trách nhiệm, còn việc khai phá nó liên quan đến cả những người khác, Makoto vẫn chưa tin tưởng tộc Dực Nhân lắm. Trời về đêm, Makoto nghiên cứu cách vận dụng ma lực nhưng chẳng hiểu gì cả. Đọc lý thuyết vậy là đủ rồi, cậu di chuyển ra cánh rừng sau nhà thực hành luôn. Người ta bảo phải giải phóng ma lực, thế là Makoto quyết định bắn lửa liên tục. Makoto bắn nhiều đến nỗi cậu xuất hiện ảo giác luôn mà, đời hư ảo. Vèo một cái trời đã sáng, không thấy thiếu chủ về phòng nên hai con vợ đã đi tìm. Cái cảm giác huyền ảo như đêm qua Makoto đã từng trải qua một lần rồi. Cậu dường như biến mất hoàn toàn khỏi thế gian và đã làm cho Mio rơi lệ. Makoto đoán lần này hai vợ đi tìm mình chắc chắn không phải là ngẫu hứng. Hôm nay Mio đã chuẩn bị cho thiếu chủ thân yêu một bữa sáng thịnh soạn. Nhìn ngon quá đi Tomoe, xin có một miếng nhắm rượu thôi, làm gì mà căng vậy. Nâng chén tiêu sầu, đời đi về đâu, đi về bãi rác cũng phải uống. Tất cả tại Mio, ai bảo bữa sáng mà toàn làm những món dùng để nhậu thế này. Đặc biệt là món hồng sấy vừa rồi, Tomoe thích ăn nhất là hồng đó. Vài ngày sau Makoto đã có thể dùng ma lực thỏa thích mà không sập nguồn nữa. Tới lúc thử rồi, chương cuối cuốn sách có dạy cách vật chất hóa ma lực. Trước tiên Makoto dùng kết giới ẩn giấu để không bị người ngoài nhận ra ma lực. Úm ba la xì bùa, trời đất ơi, ma lực nó cô đọng lại thật này. Ma lực đã giải phóng ra ngoài vẫn có thể sử dụng được, quá ngon luôn. Xịn sò con bò, lớp ma lực bao bọc toàn thân cũng có công năng phòng thủ nữa. Từ giờ trở đi cho dù mụ nữ thần có tới Makoto cũng không ngại va chạm. Nếu kẻ nào muốn động vào người bên cạnh Makoto thì phải bước qua xác cậu trước. Nay có chuyện gì mà đông vui vậy, hóa ra các chủng tộc tụ lại để khoe kỹ năng. Đỉnh đấy, không biết mọi người sẽ phô diễn những kỹ năng mới như thế nào đây. Tất cả chú ý, xin mời tộc lợn quay, à nhầm, tộc lợn cao nguyên lên thể hiện. Một đòn hạo thiên trùy mạnh nhất đạt 78 điểm, cũng khá ổn đấy. Kế tiếp là tộc thần lằn, trước khi kiểm tra còn làm màu với tộc Dực Nhân nữa chứ. Kiểu anh mày đây đã có kỹ năng tấn công tầm xa các chú bay như hôm bữa cũng méo sợ nữa. Đòn tấn công tầm xa nên yếu hơn cận chiến của tộc lợn, đạt 68 điểm. Tộc người lùn dùng một cây rìu siêu to khổng lồ, thành tích khá cao 70 điểm. Tộc Gorugon lực chiến 0 điểm nhưng kỹ năng giường chiếu thì mắc điểm nha anh em. 20 là điểm số của tộc Dực Nhân, ngoài bay lượn ra thì sát thương quá yếu. Diễn viên hài không làm chúng ta thất vọng, tộc quỷ rừng cử nhóm Iris lên sàn. Hai cô nàng hợp lực tạo ra một kết giới và thách thức tất cả mọi người phá được nó. Cứ tưởng chỉ là làm màu thôi, không ngờ cứng thật, các bộ tộc tấn công không ăn thua. Tomoe nhận xét đây là một kết giới hoàn hảo, cô cũng không thể phá ngay lập tức. Rồi hoàn hảo giữ chưa, Makoto mất chưa đến 3,14 giây để vào trong. Vì hai người mặc bộ đồ khá là độc lạ, ban tổ chức khuyến khích cho 50 điểm. Cách để Makoto vào kết giới rất đơn giản, đào một cái hố là xong. Thấy trò kiểm tra này cũng vui, Mio quyết định lên biểu diễn thứ mới học được. Makoto khá tò mò, không biết con vợ học được gì từ ký ức của mình đây. Mio triệu hồi ra bộ đồ siêu nhân, vì không có người điều khiển nên đứng bất động. Ban tổ chức đề nghị đám đông hóng hớt tản hết ra cho thí sinh cuối cùng thể hiện. Do mục tiêu là một hòn đá nên Shiki quyết định chơi lớn, mở khóa phong ấn. Cây quyền trượng biến thành một thanh đại kiếm và nó có tên là kẻ giết rồng. Chỉ một nhát Shiki cắt đôi viên đá trong khi người khác không gây nổi một vết xước. Kẻ giết rồng nghe cũng ghê gớm đấy nhưng không đánh chúng thì có tác dụng gì, hi hi. Mọi người sau kỹ năng mới thân là thiếu chủ Makoto cũng phải góp vui chứ. Đây là lần đầu tiên Makoto giải phóng ma lực mà không có kết giới ẩn giấu. Ô mai chuối, ma lực thực thể hóa thành một vật chất đậm đặc, chuyện này có thật sao? Tất cả hãy chuẩn bị tinh thần đi, tiếp theo đây Makoto sẽ đấm thường một cái. Đây là dư chấn của một cú đấm ư, nó giống như thiên thạch rơi vậy. Ở đằng xa lũ ma vật cho rằng nguồn ma lực khổng lồ vừa rồi là một tai họa. Kết giới là một thế giới nhỏ do Tomoe tạo ra, những nơi chưa khai phá được bao bọc bởi sương mù. Chịu ảnh hưởng từ Makoto mà động thực vật trái đất đã được sinh ra tại đây. Chiến binh lợn này đã bị bọn thú dữ tấn công vì đi vào lãnh địa của chúng. Tin tức người dân bị gấu lớn và sói tấn công đã truyền đến tai Makoto. Vị trí của bọn chúng nghe nói là ở khu rừng phía bắc khá gần với nơi này. Gấu là thực phẩm thượng hạng, Mio muốn ăn thử xem có ngon như lời đồn không. Ăn gì mà ăn, đối với Makoto thì gấu và sói là những sinh vật đặc biệt. Sinh vật đặc biệt ư, ở đây có một bé rồng cute phô mai que này. Tomoe làm Makoto nóng hết cả người, cũng may trời đổ cơn mưa giúp hạ hỏa. Tạm thời chia tay nhóm Tomoe, Makoto một mình đi tới khu rừng phía bắc. Đây là gấu trong kết giới sao? Bộ lông này mượt như gái 18 luôn. Lũ sói cũng biến dị rồi, tốc độ di chuyển của chúng nhanh như flash. Con sói đầu đàn hỏi Makoto, có phải mấy hôm trước cậu là người đã phóng ra một nguồn ma lực khổng lồ? Đó chỉ là số lẻ thôi, chừng đó chưa tới mức gọi là khổng lồ đâu. Con sói vô cùng kinh ngạc khi biết Makoto đến đây với thân phận hàng xóm. Sở hữu thực lực áp đảo nhưng vẫn chia lãnh thổ và bảo vệ cho kẻ yếu, ai tin. Hiểu nhầm rồi, Makoto chỉ muốn trở thành bằng hữu cùng nhau chung sống mà thôi. Ơ động đất à! Cái méo gì thế này, một con gấu siêu siêu to khổng lồ. Con gấu gặp lúc trước chỉ là con non, may mà mục đích đến đây không phải đánh nhau.
sói và gấu đồng ý chung sống hòa bình, còn gã bầu trời éo biết có chấp nhận không. Sau chuyến đi đàm phán kết giới đã có thánh địa đầu tiên gọi là khu rừng của sói. Ngày hôm nay Makoto dạy cho Tomoe bài học ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đang giảng đạo lý hăng say thì trên trời bất ngờ xuất hiện một con chim khổng lồ. Con chim là người quen của gấu và sói, nó tới tìm Makoto để nói chuyện. Cứ tưởng con chim to trà bá lửa, hóa ra nó là một loài huyễn thú. Kết giới càng ngày càng thú vị, không hổ danh là đứa con của mình và thiếu chủ. Ủa alo, tôi đến để bàn chuyện chứ đâu phải đến để nghe mấy bạn chém gió. Con chim tên Iwadori, Makoto chỉ mới nghe qua cái tên quái điểu Rock thôi. Cái tên Rock nghe thật hay, con chim muốn từ giờ mọi người hãy gọi nó bằng tên đó. Và vấn đề chính, Rock muốn quản lý bầu trời dưới sự hướng dẫn của Makoto. Rõ ràng thỏa thuận lúc trước là chung sống như hàng xóm, thế éo nào Makoto cảm thấy cứ như kiểu mình có thêm đầy tớ vậy. Những kẻ không ký khế ước mà cũng đòi làm đầy tớ chỉ xứng làm tùy tùng mà thôi. Đúng đúng, đầy tớ trong lòng Makoto chỉ có 3 người: Tomoe, Mio và Shiki. Chuyển cảnh đến Rosgat, hôm nay Abelia hẹn Jin ra ngoài uống vài ly. Biết Jin từng được đích thân Shiki chỉ dẫn, Abelia ghen tị vãi ỏ luôn. Cô nàng hỏi Jin có biết mẫu người con gái lý tưởng của anh Shiki không. Thôi vào vấn đề chính, học sinh có học bổng mà tụt thành tích là bị đuổi. Jin biết cho nên trước khi kỳ nghỉ kết thúc cậu ta muốn đánh bại con á long đó. Thật ra nếu lúc đấy bình tĩnh sắp xếp đội hình thì chưa chắc đánh nhau đã thua. Thật trùng hợp Abelia cũng muốn đọ sức lại một lần nữa với con á long. Hai người đều có chung một mục tiêu, buổi nói chuyện bớt căng thẳng đi rất nhiều. Kỳ nghỉ nhưng không về, lý do là người thân duy nhất mẹ của Abelia đã qua đời. Jin cũng không về quê mà, Abelia tò mò vì sao cậu không về. Nhiều năm trước làng của Jin có một đứa trẻ mồ côi luôn bị người ta ép chiến đấu. Sự lạnh lùng của Miranda đã khiến con tim bé nhỏ của Jin chết mê chết mệt. Vào một ngày lọ, làng lệnh cho Jin cùng Miranda vào điều tra khu rừng cấm. Nơi khỉ ho co gáy này cũng cần phải khai phá sao, thật khó hiểu mà. Đi vào sâu trong khu rừng, Jin phát hiện ra một phòng thí nghiệm có vẻ đã bỏ hoang. Ô mai chuối từ dưới tầng hầm chui lên một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Jin quá gà, chưa làm ăn được gì đã bị con quái đánh cho sấp mặt. Ngược lại Miranda tuy nhỏ nhưng có võ, một mình cô ấy hạ gục con quái. Vâng, lần đó cũng là lần cuối cùng cho đến bây giờ Jin thấy Miranda. Jin ép bản thân phải trở lên mạnh hơn tới mức đủ để sánh vai cùng người ấy. Và con á long đầu bờ rẻ rách này chính là bức tường thứ nhất Jin cần vượt qua. Chuyện đám học sinh muốn tái chiến với con á long đã đến tai Makoto. Theo thông tin tình báo từ ông anh Lai thì chị em nhà Rembrandt đã về thăm nhà. Tuy nhiên chỉ về một thời gian ngắn, hiện tại cả hai đã tập hợp với nhóm Jin. Thông thường á long rất hiếm nhưng chẳng hiểu tại sao gần đây chúng tụ tập thành đàn gần hồ nước. Chắc chắn phải có nguyên nhân sâu xa, Shiki tự đề cử bản thân sẽ đi điều tra. Về phần đám nhóc, Eris suy luận bọn chúng sẽ tới nơi lần trước gặp á long. Vậy thì để lại một con ở đó là ổn rồi nhỉ, số còn lại không nên tồn tại. Makoto muốn thử kỹ năng mới, cậu quyết định sẽ dọn dẹp lũ á long đó. Di chuyển tới gần hồ nước, Shiki phát hiện ra loại tế đàn đã biến mất từ lâu. Có vẻ như kẻ nào đó đã sử dụng nghi thức cổ xưa để triệu hồi bầy á long. Trước khi ra tay, Makoto để lại cho đám học sinh một con đẹp mã nhất. Hello, anh tới chơi với mấy cưng đây, đoán xem ai may mắn sống lâu nhất nào. Hồi trước ma lực tạo ra không có hình dạng, giờ đây nó đã có tạo hình đẹp hơn. Shiki đã tìm ra bọn gây chuyện, bọn này thuộc phe chống đối ma vương hiện tại. Chỉ huy đã chạy thoát, chỗ này chỉ còn mấy tên vô danh tiểu tốt không có giá trị. Chuyển cảnh đến chỗ đám học sinh, cả nhóm đã phát hiện ra một con á long. Đội trưởng Jin phân chia mỗi thành viên trong nhóm đảm nhận một vai trò khác nhau. Nhóm cận chiến sau khi nhận búp từ hỗ trợ thì lao lên đánh phủ đầu con á long. Các pháp sư ở phía sau đảm nhận vai trò tạo lá chắn khi con quái phản công. Tận dụng khoảng trống, Dena bắt đầu tích lực dùng các kỹ năng búp chồng lên nhau. Cậu ta tự đặt tên cho kỹ năng tự chế của mình là tuyệt kỹ siêu cường hóa. Tội nghiệp con á long ghê, bị hết đứa này đến đứa khác hội đồng đau vãi ỏ. Khối thiên thạch này chính là kỹ năng mạnh nhất mà cô nàng Si có thể thi triển. Đúng là trong một tổ đội sát thương của pháp sư lúc nào cũng là to nhất. Trận tái đấu đã kết thúc, chúng ta thắng rồi, làm tốt lắm mọi người. Chuyển cảnh đến khu rừng cấm, nơi sắp có một bí mật động trời được tiết lộ. Căn phòng này chính là phòng thí nghiệm trước đây của rồng vạn sắc, Ruth. Cô bé Miranda ngày xưa chính là Sophia, cô ta vẫn còn sống. Sophia lúc nhỏ đã mạnh vãi cả linh hồn là vì cô ta được rút tạo ra. Gây khách quá đi, Sophia thề sẽ giết tất cả rồng cấp cao. Ngon thì nhào vô, từ lúc có kiếm mới Tomoe chưa gặp con gà nào chạy qua cả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Còn chưa chưa lên nữa, bấm like và subscribe kênh của chúng mình ở ngay bên dưới video để có thể xem được nhiều review anime hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.